Lúc mà anh mới gãy tay xong là trên cái lúc anh đi xe cấp cứu từ phim trường đến bệnh viện thì suốt cái lúc đấy anh chỉ nói với chị, với một chị ở bên ekip là chết rồi chị ơi, em còn có 2 ngày 3 ngày nữa thôi em diễn rồi, bây giờ phải làm như nào, em không muốn bỏ đâu. Xong rồi chị bảo là bữa em cứ cố gắng em cấp cứu hết mức có thể, nhanh nhất có thể để em hồi phục nhanh nhất để em quay lại diễn. Chưa chắc là em có thể diễn được không, cho nên là lúc đấy anh chỉ thấy hối hận thôi và anh cảm thấy tiếc tất cả những gì mà anh cùng với team Hút đã cùng tập luyện với nhau, Đúng cả rồi. Liên Quân 1 nữa. Anh cũng cảm thấy là thôi chết rồi, công sức của mình suốt 1 2 tháng qua mình viết nhạc, mình tập nhảy cùng với tất cả anh em là đổ sông đổ bể hết rồi, là lúc anh chỉ có cảm thấy là rồi mình là hơn cả một quả tạ và chết rồi. Anh lúc anh quên mất là mình đang gãy tay luôn á. Lúc ấy mình đến lúc bệnh viện thì anh mới cảm nhận được cái cơn đau của nó đến mức nào. Nhưng mà cái lúc mà anh đi trên xe từ phim trường là anh chỉ có, trước khi anh bước vào xe là anh chỉ có biết là xin lỗi tất cả anh em, bởi vì một cái sự cố mà không ai lường trước được và người chịu hậu quả không chỉ là anh mà tất cả mọi người, ekip và anh em nghệ sĩ.